Xin chào quý ông bà anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì thì giờ này để tôi sẽ chia sẻ một một đoạn kinh thánh mà ngày gần đây tôi đã có đọc. Đó là ở trong sách các vua. Và cái chủ đề ngày hôm nay là một tiên tri có thể bị lừa dối không? Đề là hôm nay là một tiên tri có thể bị lừa dối không? Anh chị em, bà anh chị em nào mà có Zoom thì có thể vào Zoom để chúng ta sẽ có thể tương tác càng tốt hơn. Và xin chào mọi người đang theo dõi qua livestream. Xin chào Hào nhé. David Hào. Một tiên tri thì có thể bị lừa dối không hả quý bà anh chị em? Chúng ta thấy rằng là một tiên tri cũng có thể bị lừa dối hoặc là một tiên tri cũng có thể bị nhầm lẫn. Hello, chị Thủy nhá, xin mời mọi người vào Zoom nhá. Cái câu chuyện mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là ở trong các vua nhất đoạn 13 từ câu số 1 cho đến câu 34. Các vua nhất đoạn 13 từ câu 1 đến câu 34 nói về một cái vị tiên tri trẻ đấy. Và Kinh Thánh không nói tên của người, chỉ nói là tiên tri trẻ. Và khi mà chúng ta biết rằng là một tiên tri thì thường vận hành với cái nhiều dấu kỳ hoặc là phép lạ hoặc là có thể nhận tiếng phán được trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời nhưng mà vẫn có thể bị lừa dối các bạn chị em. Các vua nhất thì chúng ta có thể thấy được nó là một cái bài học nhằm cảnh tỉnh tất cả những người hầu việc Chúa, đặc biệt là những người mà ở trong những cái chức vụ tôi sẽ kêu gọi năm mặt của Chúa là những người mà bước đi trong quyền năng, trong dấu kỳ, trong phép lạ của Chúa. Thì đây là một cái lời cảnh báo cho tất cả những người hầu việc Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời hay thường chứng kiến những dấu kỳ quyền năng phép lạ qua đời sống của mình. Xin chào chị Tuyền nhá, xin chào anh chị em, xin chào Đạo Bắp nha, chúng ta có thể vào Zoom nhá. Amen. Cảm ơn David Hào. Tôi sẽ cầu nguyện lời Chúa hôm nay chúng con đến trước mặt Ngài và cùng với anh chị em chúng con là những người đang theo dõi ở trên Zoom và đang theo dõi ở trên Facebook để Chúa xin Ngài dùng lời của Ngài khích lệ khích cảm bài anh chị em chúng con và cảnh tỉnh đời sống của chúng con. Chúng con trở nên tỉnh thức ở trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ngài sức dầu trên chúng con, sức dầu trên người nói và người nghe đều được ơn của Chúa, được sự sức dầu của Chúa cho chúng con hết lòng làm theo lời Ngài, trang bị chúng con cho những công việc của Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ở trong các vua nhất đoạn 13 từ câu 1 đến câu 34 có nói về một cái vị tiên tri trẻ. Đây là một người mà Đức Chúa Trời Ngài sai đến. Ngài sai đến với lại Jeroboam. Jeroboam là một vị vua của Israel và đây là một đầy tớ của vua Solomon, đúng không anh chị em? Người này thì khi mà Solomon phạm tội á, thì Đức Chúa Trời ngài nói rằng là không nghe gì hết à? Vẫn đang nghe rõ à? Vẫn đang nghe rõ. Cảm ơn chị Thủy nhé. Chị Thủy có gì theo dõi giùm em, nếu mà không nghe thì nói giùm em với nhá. Thì tiên tri, xin lỗi,
Khi mà Solomon phạm tội với Đức Chúa Trời, dẫu rằng Solomon là một cái vị vua rất là vĩ đại của Israel, nhưng mà ông đã không vâng lời Chúa, ông đã cưới rất là nhiều vợ người ngoại, và ông Kinh Thánh nói rằng ông trìu mến những cái bà vợ người ngoại đó, cho nên là ông đã xây rất là nhiều những cái đền thờ cùng những cái hình tượng cho những cái bà vợ đó, những cái cung điện cho những bà vợ đó, và ông cũng phạm tội thờ hình tượng do những người vợ đó quyến rũ ông, cho nên lòng của ông không có trọn lành với Chúa. Vậy thì chính vì cái tội lỗi của Solomon, cho nên cái việc mà Đức Chúa Trời ngày ngày đoán phạt trên trên gia đình của trên Solomon, ở trên con của Solomon, và ngài đã sai tiên tri của Chúa nói tiên tri cho Jeroboam. Ở trong các vua này chúng ta thấy rằng đoạn trong đoạn 13 này là đang nói về Jeroboam á, là vua Israel đã sẽ cai trị 10 chi phái phía Bắc, gọi là vương quốc phía Bắc hay là nhà Israel, và trong đó là con trai của Solomon là Roboam chỉ cai trị một chi phái. Thành nói là một chi phái nhưng thực chất ra nó là hai chi phái, là thực ra là ba chi phái, đó là Judah, Benjamin và dĩ nhiên là nhà Levi vẫn trung thành ở với lại Solomon. Hello Hoàng Hoàng Phúc ơi, bây giờ chị không biết tìm cái phòng Zoom ở đâu, bây giờ em viết xuống giùm cho chị cái để cái số phòng Zoom này. Chị Thủy ơi, có thể đánh giùm em cái chữ số phòng Zoom lên không? Hello mọi người mới vào Zoom nhá. Đây số phòng Zoom là 2352351987 nhá. Số phòng Zoom là 2352351987 và password là 1987 luôn. Phúc nha. Chị Thủy đánh lên giùm em cái, tại vì đang đang chia sẻ cho nên không đánh. Hello Thiện nha, hello Ngọc Anh, hello chị Bích mới vào. Chào mọi người mới vào Zoom. Hello. Hello everybody. Chị đang chia sẻ, chị vào xin lỗi mọi người là không thông báo trước bởi vì mấy hôm nay bận quá, tuần sau chuẩn bị trường Thánh Quýt rồi cho nên là mấy hôm nay bị mệt quá. Cho nên là không báo trước cho mọi người biết là khi nào lên Zoom. Vì không mấy hôm đi kiệt sức luôn. Hello Phúc nha. Long time Vâng, no chào see. chị ạ. Lâu quá không gặp em. Vâng. Thì đang đang nói về Jeroboam. Jeroboam là một cái vị vua mà cái làm một cái người đầy tớ của Solomon, nhưng mà đây là một cái người rất là khôn ngoan và tài trí. Và Đức Chúa Trời ngài đã nói tiên tri với ngài đã nói với tiên tri Ahijah rằng là Jeroboam sẽ cai trị 10 chi phái vương quốc phía Bắc. Thế còn Roboam sẽ cai trị vương quốc phía Nam với lại ba chi phái, đó là nhà Judah, chi phái Judah, chi phái Benjamin và một cái chi phái nữa đó là nhà Levi, và nhà Levi là đa phần họ ở với lại nhà Judah, bởi vì là chi phái Levi đó là chi phái chức thầy tử lễ. Và chúng ta biết rằng đền tạm lúc bấy giờ, đền thờ của Solomon lúc bấy giờ vẫn được đặt ở tại Jerusalem. Jeroboam là một cái vị vua rất là gian ác. Khi mà Đức Chúa Trời ngài sai tiên tri của ngài đến nói tiên tri với Jeroboam thì ngài đã nói với ông rằng nếu mà ông giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời, ông làm theo luật pháp của Chúa, đi theo những cái điều lệnh, những cái luật lệ của ngài, những điều răn của ngài thì Chúa sẽ chúc phước trên nhà ông, nhưng nếu ông không vâng lời thì Chúa sẽ đoán phạt trên gia đình, trên nhà của ông. Nhưng mà Jeroboam là một cái người rất là gian ác. Kinh Thánh nói trong cái đoạn số 14 các vua nhất rằng là ông là một cái vị vua gian ác, học theo những cái thói tục gian ác và dẫn đến khi mà lên cai trị thì ông đã dẫn cả dân tộc Israel hay là vương quốc phía Bắc á, phía Bắc Juda đến phạm tội chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ông đã cho dựng một con bò vàng ở tại Dan, có nghĩa là phía Bắc của Israel, và một con tại Bethel, đó là điểm cuối cùng phía Nam, ở dưới phía Nam
của Israel để dân Israel không hề xuống được xuống Jerusalem, có nghĩa là không được xuống nhà Juda để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên rằng là ở trong cái bối cảnh Nhất Vua đoạn 13 câu 1 đến câu 34 này thì có một cái tiên tri mà Đức Chúa Trời ngài sai đến để gặp Jeroboam, vua của Israel, đang khi mà ông ta đang đứng và xông hương ở trên cái bàn thờ trên bàn thờ bò vàng á. Vậy thì Jeroboam, chúng ta biết rằng là đây là một cái vị vua gian ác và hiểm độc, cho nên rằng là Đức Chúa Trời ngài đã sai tiên tri của ngài, mà cái vị tiên tri này Kinh Thánh nói là có một vị tiên tri trẻ. Chúng ta không được biết tên của người tiên tri trẻ này, nhưng mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời, và ông là một cái người mà nghe tiếng Chúa chính xác. Và khi mà ông đến nói tiên tri thì ông hoàn toàn nói tiên tri một cách chính xác luôn. Cho nên rằng là nhắc lại là cái chủ đề ngày hôm nay là một tiên tri có thể bị lừa dối hay không. Đây thật sự là một tiên tri của Đức Chúa Trời nhé ông bà anh chị em. Bởi vì ông này nghe tiếng Chúa một cách chính xác, và ông nói tiên tri về một vị vua tin kính, đó là vua Josiah, mà cái người này, vua Josiah này đã sẽ đến 300 năm sau á. Và chúng ta biết rằng là điều đó được ứng nghiệm ở trong các vua nhì đoạn 23, 15 đến 20 á. Nếu mày chị em có thể có giấy bút ghi lại các vua nhì đoạn 23, câu 15 đến 20. Đó là Josiah, vị vua của Israel đó, một cái vị vua rất là tin kính, một vị vua lớn của Israel. Cái người mà vị tiên tri trẻ này đã nói rằng khi mà ông đến thì ông sẽ phá hủy tất cả những cái bàn thờ mà vua Jeroboam dựng nên, và các vua Israel sau này dựng nên, và giết tất cả những cái thầy tế lễ, thậm chí đốt hài cốt của họ ở trên các bàn thờ đó. Ở đây ở trong đoạn 13 câu số 2 á, người của Đức Chúa Trời vâng lời của Đức Giê-hô-va phán mà của mà Đức Giê-hô-va mà của trách bàn thờ mà nói rằng: hỡi bàn thờ Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va phán như vậy: một đứa con trai sẽ sanh ra cho nhà David, tên nó là Josiah, nó sẽ dâng trên mày những tế lễ các nơi cao, là người xông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày các hài cốt của người chết. Đây là điều mà ông nghe chính xác những gì mà đã xảy ra mãi 300 năm sau. Đây là một vị tiên tri có một cái sự nhận biết tiếng Chúa một cách rõ ràng, nói một cách rất là rõ ràng, không phải là giống như chúng ta ngày hôm nay. Một số người nói tiên tri theo lượng đức tin, có nghĩa là chúng ta nhận được ơn tiên tri, nhưng mà chúng ta nói theo đức tin của chúng ta có thôi, chúng ta chưa có một cách chính xác những cái gì mà Đức Chúa Trời ngày ngày phán, giống như cái vị tiên tri này. Thế thì vị tiên tri này ngoài ra không những là nghe tiếng Chúa một cách chính xác, ông còn được Chúa cho ông có những cái bước đi trong cái uy quyền của Chúa và trong cái dấu kỳ phép lạ. Và khi mà ông nói tiên tri nghịch lại cái bàn thờ mà Jeroboam đang đứng để mà dâng tế lễ đó lên trên cái bàn thờ ngoại đạo đó, thì quý vị biết là Jeroboam giơ tay ra để làm gì ạ? À? Để ra lệnh để bắt cái tiên tri trẻ này thì sao ạ? À? Ngay lập tức tay của vua khô lại. Chúng ta thấy rằng là không những ông chỉ nói tiên tri chính xác mà ông còn bước đi trong uy quyền của Chúa và dấu kỳ phép lạ nữa, khiến cho tay của vua Jeroboam, một vị vua rất là lớn với Israel, đã khô héo lại khi mà vua chỉ tay và ra lệnh để bắt tiên tri này. Thế thì chúng ta thấy rằng là không những chỉ là tiên tri mà lại còn bước đi trong uy quyền dấu kỳ phép lạ. Và sau đó thì vua Jeroboam này đã cầu xin tiên tri trẻ là gì ạ? Hãy 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 cầu thành nguyện cho cái tay của mình để Chúa chữa lành. Và sau đó thì tiên tri trẻ cầu nguyện cho tay của ông, và Chúa đã chữa lành cái cánh tay khô của ông Jeroboam này. Và tiên tri trẻ này đã hoàn tất cái công tác Chúa trao phó rất là ngoạn mục ông bà anh chị em ạ. À, vừa là nghe chính xác lời của Đức Chúa Trời mà vừa là một cái người mà có dấu kỳ quyền năng phép lạ của Chúa cặp theo. Cho nên rằng là chúng ta thấy thấy rằng là đây không phải là một cái người không có ơn. Và dĩ nhiên rằng là và còn điều kia tiếp đó là Chúa chính miệng của Ngài đã nói với ông rằng ông không được ăn uống, không được ăn uống ở cái đi cái một chút nào ở tại cái nơi này,
Và ông thậm chí còn không được đi đường cũ để trở về mà phải đi một con đường mới nữa. Chú dặn ông rất là kỹ. Nhưng mà vậy mà tiên tri này đã nghe chính xác tiếng của ông như thế, nhưng có một cái người tiên tri già đã đến và dụ dỗ ông. Cái tiên tri già này đến và nói dối rằng là gì ạ? Trong công ước số 17 á, nói rằng là Đức Giê-hô-va phán dặn tôi rằng người người kia xin lỗi, câu 18, câu 17 thì nói rằng Đức Giê-hô-va phán dặn tôi rằng ngươi chưa ăn bánh chưa uống nước thải đó cũng đừng dừng lại cho con đường nơi mà đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng ta cũng là tiên tri như người và một thiên sứ vâng lệnh của Đức Giê-hô-va phán với ta rằng hãy dẫn nó vào nhà với ngươi hầu cho nó ăn bánh uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Thế là cái vị tiên tri già nói dối tiên tri trẻ. Chúa thì bảo là không được vào đó mà ăn bánh uống nước. Thậm chí không được đi con đường cũ mà về nữa. Nhưng mà tiên tri già này đã nói dối tiên tri trẻ. Và nói dối tiên tri trẻ bằng cách nào? Bằng cách nói rằng hãy vào đây ăn uống đi. Bởi vì ngày hôm nay có một thiên sứ của Đức Chúa Trời thay đổi lời của Ngài rồi. Để đến nói với chúng tôi. Thế cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận rằng là khi mà Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta điều gì đó thì Ngài không thay đổi. Nhưng mà Ngài không có phải là Ngài nói với chúng ta rồi xong Ngài lại nói rằng là làm đi xong Ngài nó không làm. Ví dụ như ngày hôm nay có rất nhiều anh chị em á kêu là Chúa kêu gọi tôi. Sau đó ngày mai nói là Chúa không kêu gọi tôi nữa. Đúng không ạ? Ngày mai tôi kêu gọi Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa, ngày mai lại nói rằng là thôi bây giờ tôi không hầu việc Chúa nữa vì Chúa không kêu gọi tôi. Chúa không phải là vừa kêu gọi là vừa không kêu gọi. À, đúng không ạ? Chúa kêu gọi là Chúa kêu gọi thôi, đúng không ạ? Đôi khi là tại vì chúng ta bị những cái hoàn cảnh hoặc là chúng ta bị lừa dối bởi những cái cảm xúc của chúng ta. Nếu Chúa kêu gọi thì là Chúa kêu gọi, còn nếu Chúa không kêu gọi là Chúa không kêu gọi, chứ ơn của Chúa ban hoặc sự kêu gọi của Chúa ban sẽ không bao giờ thay đổi. Hello brother Nico, xin chào. Hello brother Nico from the Philippines, xin chào ông anh chị em. Thế thì chúng ta cần phải nhận biết khi mà Chúa đã nói với chúng ta điều gì đó thì khi mà có những cái điều ngược lại với cái điều mà Chúa phán với chúng ta thì chúng ta cần phải thử thách nó, thử nghiệm nó. Và đáng lý ra là trong cái trường hợp này cái vị tiên tri trẻ này nên cầu hỏi Chúa, đúng không ạ, một lần nữa xem cái lời đó là cái lời thật hay là nói dối, bởi vì cái vị tiên tri già kia cũng là một vị tiên tri của Chúa nha quý vị. Đây là một cái người tiên tri của Chúa nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông tiên tri này cũng là một cái người có một có thể nói là một tiên tri sa ngã hay là một tiên tri giả dối, bởi vì là bởi vì sao? Bởi vì ngay sau cái khi mà cái người tiên tri trẻ này vào trong người thì nhà tiên người tiên già ăn uống thì lại có lời Đức Giêsu và phán qua lời tiên tri vị tiên tri già này. Có nghĩa là ông tiên tri già này ông cũng nghe thấy tiếng Chúa. Và ông ấy và nói là như thế nào trong câu 19 đó là người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn uống tại nhà người, khi hai người đưa ngồi bàn thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về, có nghĩa là phán với ông tiên tri già đó. Người bèn kêu la cùng Đức Chúa Trời ở Giuđa đến mà rằng Đức Giê-hô-va phán vì ngươi phản nghịch lời ta, lời Đức Giê-hô-va không giữ theo mạng lệnh mà Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Giê-hô-va cấm không cho ăn hay bánh hay uống nước tại đó thì xác chết của ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Ông bà anh chị em thấy rằng là vị tiên tri già đó có nghe chính xác không ạ? Nghe chính xác từ nơi lời Đức Chúa Trời những điều mà Đức Chúa Trời phán với vị tiên tri trẻ trước đó. Thì chúng ta thấy rằng là vị tiên tri già này là một cái vị tiên tri rất là gian ác, đúng không ạ? Có thể là một gọi là một tiên tri sa ngã. Với vị tiên tri sa ngã và ông ta tại sao mà ông ta lại 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 nói dối vị tiên tri trẻ này, bởi vì cái câu trả lời nó nằm ở trong cái câu 32 ấy, vì các lời răm hăm dọa mà người vâng mạng Đức Giê-hô-va nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê Tên và nghịch cùng các chùa miễu tại trên nơi cao ở trong các thành Samaria hẳn sẽ được ứng nghiệm. Có nghĩa là ông tiên tri già này ông mới biết rằng là những điều mà tiên tri trẻ này được Đức Chúa Trời sai đến sẽ ứng nghiệm và ông ấy muốn rằng là gì ạ? Sau khi mà khi cái người này đã phạm tội rồi thì chắc chắn Chúa sẽ giết cái người tiên tri trẻ này và ông muốn được chôn cùng với người tiên tri trẻ đó. Bởi vì sau 300 năm sau thì chúng ta biết rằng là khi mà Jeroboam khi nó xin lỗi khi mà vua Josiah là vị vua tin kính của Israel đó ở trong các vua nhì đoạn 23 câu 15 đến 20 đó đúng không ạ? Ông giết tất cả những thầy tử lễ của Israel, những thầy tế lễ của các thần ngoại bang và ông đốt tất cả những hài cốt ở trên bàn thờ
những bàn thờ đó, chúng ta thấy rằng là đã đập đổ tất cả những tượng hình tượng, cho nên rằng là tất cả những cái mộ của những cái người, những cái thầy tế lễ mà của dân ngoại đó đã bị cái hài cốt của họ đã bị đốt hết. Nhưng mà khi mà ông ấy đến và ông ấy khi mà Josiah đến và ông ấy hỏi cái mộ này của ai, thì nó là cái mộ của tiên tri, đó là mộ của vị tiên tri trẻ mà nói nghịch lại bàn thờ này 300 về năm 300 năm mà về trước đó, thì ông nói rằng đừng đụng đến cái mộ đó, có nghĩa là đừng đụng đến mộ của người Đức Chúa Trời. Thì cái vị tiên tri già này, ông ấy biết rằng là cái xương cốt của ông ấy, cái hài cốt của ông ấy, cái thi thể, cái ngôi mộ của ông ấy được bảo an toàn cùng với lại cái vị tiên tri trẻ này. Ấy, chúng ta thấy rằng là một con người mà Đức Chúa Trời ngài kêu gọi, nhưng mà thực chất ra là có cái tấm lòng không sạch, có một cái tấm lòng gian ác, cho nên rằng là cái trở lại cái tựa đề của bài hai bài bài học ngày hôm nay, cái bài chia sẻ đó, một tiên tri có thể bị lừa dối không, thì chúng ta thấy rằng là một tiên tri có thể bị lừa dối, và tiên tri của Đức Chúa Trời có thể bị lừa dối. Cho nên rằng là chúng ta không bao giờ có thể tự mãn rằng là chúng ta là một người rất là ơn. Chúng ta không bao giờ tự mãn rằng chúng ta là một người rất là sức giàu, cho nên cái gì chúng ta quyết định cũng đúng hết. Cái gì chúng ta nghe từ nơi Chúa cũng là chính xác hết, đúng không ạ? Một vị tiên tri trẻ nghe một cách rất rõ ràng từ Chúa, thi hành quyền năng dấu kỳ phép lạ, nhưng mà vẫn phạm phải cái sự sai lầm khi tiếng của cái kẻ thù đến, tiếng của sự dối trá đến, nhưng mà ông đã nghe gương mày cho em. Cho nên là chúng ta luôn luôn đó, không thể nào mà chúng ta không có con đường nào khác, đó là chúng ta nương dựa vào nơi Chúa và phải cầu hỏi Chúa một cách rất là rõ ràng gương mày cho em. Chúng ta cần phải cầu hỏi Chúa luôn luôn, dù chúng ta có ơn đến cỡ nào, dù chúng ta có nghe lời Chúa chính xác bao nhiêu, chúng ta có quyền năng thẩm quyền cỡ nào, chúng ta thấy rằng là một người tiên tri mà rất là dễ bị lừa dối như vậy, chúng ta thấy là đây là một cái bài học cho chúng ta. Nên chúng ta cần phải xin Chúa ban chúng ta cái sự cẩn trọng và cái sự khôn ngoan trong bất cứ một quyết định nào của quý ông bà anh chị em và tôi, thì cần phải hỏi Chúa một cách chính xác và vâng lời Ngài. Nếu như Ngài nói với chúng ta như vậy rồi, một lần rồi, chúng ta cầu hỏi Chúa và Chúa xác chứng cho chúng ta một lần nữa, đúng không ạ? Thì điều đó là đúng. Nhưng mà nếu như mà Chúa phán với chúng ta rồi, Chúa xác chứng với chúng ta rồi, rồi khi khi có một khi khác, thì khi kẻ thù đến á, và nó nói ngay với chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta phải thẩm định cái lời đó và chúng ta cầu hỏi Chúa nếu chúng ta không chắc. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng đó là tiếng của kẻ thù, chúng ta phải quở trách nó ngay, đúng không? Chứ chúng ta không để cho nó hãm hại, hay là nó sử dụng những cái điều đó để chống lại chúng ta. Một người tiên tri, hay là dù dù là một trong cái chức vụ nào đi chăng nữa, quý ông bà anh chị em, dù chúng ta có thi hành trong quyền năng dấu kỳ phép lạ như thế nào để chăng nữa, chúng ta cũng chỉ là con người thôi, đúng không ạ? Chúng ta chưa biết hết đâu, chúng ta chưa biết hết, chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta cần phải cầu hỏi Chúa một cách kỹ càng, và thậm chí chúng ta cũng cần phải có những người cố vấn tin kính nữa, quý ông bà anh chị em. À, chúng ta nhớ là trong cái câu chuyện của Phi-rơ ấy, khi mà Phi-rơ đến với Chúa, thì Phi-rơ ở với Chúa, thì Chúa nói rằng là các ngươi nói ta là ai, thì Phi-rơ nói là ngài là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Thì Chúa nói rằng là ngươi nói đúng lắm đó, không phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều đó đâu, nhưng mà là cha ta ở trên trời. Nhưng mà ngay sau đó thì Chúa nói về việc là ngài sẽ lên thập tự giá, thì Phi-rơ lại ngăn cản Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ như vậy, có nghĩa là ngài sẽ không lên thập tự giá đâu, tại sao ngài lại phải lên thập tự giá. Sau đó Chúa lại phán với Phi-rơ ngay lập tức, ngài của là hỡi Sa-tan, mày lui ra khỏi ta vì ngươi làm gương xấu cho ta. Cho nên rằng chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời, ngài Chúa Giêsu, ngài của trách ngay Satan đã dụ dỗ Phi-rơ để nói ra những cái lời mà làm chùn bước về Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu ngài ngài phải lên thập tự giá, vì chương trình của Đức Chúa Trời dành cho ngài là lên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho cả nhân loại. Nhưng mà nó lại nói rằng Đức Chúa Trời không muốn làm điều đó đâu, vì cha của ngài làm sao mà lại muốn ngài lên thập tự giá được.
Tại sao cha của ngài lại muốn ngài chết trên thập tự giá? Có người cha nào lại gian ác như vậy chăng? Nên Chúa Giêsu nói rằng người làm gương xấu cho ta, ơ sao ta phải lui ra khỏi ta? Để Chúa của trách. Chúa của Chúa nhìn vào Phi-rơ và Chúa của trách cái kẻ thù đó là Satan đang sử dụng Phi-rơ để nói ra những cái điều đó mà anh chị em. Thế cho nên là chúng ta cần phải nhận biết rằng là đâu là tiếng của Chúa, đâu là tiếng của kẻ thù nghịch của chúng ta, đúng không ạ? Đâu là tiếng Chúa và đâu là tiếng kẻ thù nghịch của mình. Cho nên là hầu hết là những tôi tớ của Chúa mà đã được sự sức sức giàu á, thì cần phải rất cẩn thận. Và đôi khi thì có những người đã nghĩ rằng mình được sức giàu và rơi vào cái sự tự mãn của ông bà anh chị em. Khi mà đã rơi vào cái sự tự mãn rồi là những người đó ở trong cái tình trạng vô cùng nguy hiểm. Và đặc biệt là chúng ta cũng cần phải có những người cố vấn tin kính nữa ông bà anh chị em. Tôi nhớ đến cái câu chuyện của Evan Roberts, là một cái người mà khởi xướng cái phong trào phấn phấn hưng ở xứ Wales đó, ông bà anh chị em. Một cái cuộc phấn hưng rất là lớn, đến ngày hôm nay vẫn có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Wales là một cái quốc gia nằm ở trong Anh Quốc, nằm ở trong the Kingdom of UK, United Kingdoms, đó là ở trong Anh Quốc. Là một cái người rất là yêu kính Chúa, và ông là một trong những cái người mà dẫn đến cái cuộc phấn hưng ở xứ Wales này. Nhưng mà khi mà ông trở nên kiệt sức các quý ông anh em, thì có một cái cặp vợ chồng đến và nói với ông rằng là ở những cái điều mà ông làm từ đến từ ma quỷ, những cái dấu kỳ quyền năng phép lạ mà ông làm là đến từ ma quỷ. Thì ông bà anh chị em thấy không ạ? Một người của Đức Chúa Trời, nhưng mà trong cái giai đoạn họ bị kiệt sức ấy, họ không có, giống như là bởi vì cái nhu cầu của cái sự cơn phấn hưng nó quá lớn, cho nên ông bị kiệt sức, ông không ngủ nghỉ đủ. Và kẻ thù nó đến, nó sử dụng một cái đôi vợ chồng này để nói với ông là những điều ông làm để không phải đến từ Chúa mà đến từ ma quỷ. Cho nên rằng là mà ông ấy thì lúc đấy là ông quá kiệt sức rồi, ông không có những cái người cố vấn tin kính với mấy trẻ em, và ông đã bị cái cặp vợ chồng kia lừa dối và đưa trở về một cái ngôi nhà của họ vùng quê, và không cho bất cứ một người nào đến thăm viếng Evan Roberts. Và chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của ông từ đó, chức vụ của Evan Roberts đã vụt tắt. Cho nên rằng là chúng ta không bao giờ có thể tự mãn rằng chúng ta là những người mà được sức giàu, hay có thể là tạo nên những cái cơn phấn hưng, hay là bất cứ cái điều gì thi hành trong dấu kỳ quyền năng phép lạ mà anh chị em. Chúng ta không bao giờ tự hào về cái điều đó, hay là tự mãn về cái điều đó. Cho nên chúng ta có thể cảm ơn Chúa về những điều đó, chúng ta không bao giờ rơi vào sự tự mãn, và chúng ta luôn luôn cần phải có những người cố vấn tin kính, có những bạn bè tin kính, có những người cầu thay để hầu cho chức vụ của chúng ta được vững ở trước mặt Chúa và anh chị em. Nếu như mà chúng ta không có vững vàng ở trong cái đời sống tâm linh của mình, mà có những cái lúc giống như Evan Roberts, ông đã bị quá tải và kiệt sức ấy. Thậm chí ông không phân biệt được là đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng kẻ thù nghịch. Cho nên là, xin chào cô Thanh nhá, cho nên là chúng ta cũng cần phải có những cái người cố vấn tin kính ông bà anh chị em, những người của Đức Chúa Trời, những người mà đã đi nhiều năm trong chức vụ và có những cái đời sống tin kính ấy, để mà chúng ta cầu hỏi, chúng ta cố vấn, xin cố vấn từ nơi họ. Chúng ta đừng giống như là Roboam, đó là gì ạ? Là thay vì là lắng nghe những trưởng lão, thì Roboam là cái chàng trai trẻ, là con của Solomon ấy, đã lắng nghe những cái người bạn đồng thời, quên những cái lời khuyên rất là thiếu khôn ngoan hiểu biết, cho nên đã bị mất 10 chi phái, chỉ còn mỗi hai chi phái thôi. Về phía Roboam mất 10 chi phái về tay của Jeroboam. Cho nên rằng là nhưng mà anh chị em và tôi, cái bài học này đó là một cái bài học rất sâu sắc cho những người người đang hầu việc Đức Chúa Trời. Chào cô Thanh. Rất là sâu sắc cho những người hầu việc Đức Chúa Trời, không bao giờ rơi vào sự tự mãn là chúng ta là tiên tri, chúng ta được sức giàu, chúng ta thi hành trong quyền năng dấu kỳ phép lạ, chúng ta là con cưng ông bà anh chị em ơi. Trước mặt Đức Chúa Trời không có con cưng như ông bà anh chị em. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta như nhau ông bà anh chị em, mà Chúa yêu tất cả chúng ta, Chúa yêu tất cả các con cái của Ngài, kể cả những người con không hoàn hảo Chúa cũng yêu nữa. Cho nên rằng là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng, đặc biệt là những người đang đang thi hành những công việc mà có quyền năng dấu kỳ, quyền năng phép lạ ông bà anh chị em. Đôi khi chúng ta có cái sự tự mãn chúng ta, điều đó nó sẽ giết chết chính đời sống của thuộc linh của chúng ta,
và ma quỷ nó sẽ tìm những cái lỗ hổng để nó sằng xẻ chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ tin kính. Chúng ta cần phải tra xét xem cái những cái người mà họ đưa ra những cái lời đường mật đó, đó là gì? Những cái lời đường mật đó là mục đích cái gì, động cơ của họ là cái gì, đúng không ạ? Những cái lời đường mật của những người khác đó, tôi nhớ rằng là ở quê hương, ở quê của tôi ngày xưa ấy, quý ông bà anh chị em, người ta hay có cái câu, ngoài Bắc người ta hay có cái câu này, đó là gì ạ? Trăm người khéo thì vạn người điêu, có nghĩa là những cái người mà họ khéo léo để họ muốn đạt được cái gì đó thì có nghĩa rằng là họ rất là răng manh, họ có những cái động cơ khác. Người của Đức Chúa Trời không tin hết mọi lời nhé quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa xem Chúa ơi cái động cơ của người này là gì, đúng không ạ? Đôi khi anh chị em chúng ta đến, đôi khi nói những cái lời mà có vẻ là nó không có ngọt ngào, nó không có thu hút hay là nó rất là bình thường. Nhưng mà họ lại có tấm lòng chân thật. Thì chúng ta lại không thích nghe, chúng ta lại thích nghe những cái người mà nói ngọt ngào, dụ dỗ, lường mật. Chúng ta biết rằng là người Bắc người ta cũng có cái câu như vậy, đó là trăm người khéo thì vạn người điêu, có quý ông bà anh chị em. Có nghĩa là tại sao mà họ lại phải nói những cái lời dụ dỗ, những cái lời đường mật như vậy, những cái lời để mà khiến nó chúng ta thu hút, tại vì họ đã có những cái động cơ nào đó. Quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ để lầm lẫn với những cái mà đối với những cái người mà có những cái lời ngon ngọt, có những cái lời đường mật nhé ông bà anh chị em. Một người chân thật, người ta không bao giờ người ta cần phải nói những lời ngon ngọt đường mật đâu ông bà anh chị em ạ. Người ta nói, người ta có trong lòng, người ta có gì người ta nói như vậy, bởi vì lời Chúa nói như vậy. Cái người công bình nhé thì nó sẽ giống như cái gì ạ? Người công bình Chúa nói chúng ta, vì chúng ta là giống như là những cây kè và những cây hương nam của Liban đó mà anh chị em. Cái kè là nó thẳng tắp như này này, cái kè đó là palm tree, tiếng Anh là palm tree, là nó là cây trà là không bà anh chị em. Cái giống palm tree là cái giống cây cây trà là đó, thẳng tắp, cây hương nam của Liban, rất là thẳng không bà anh chị em ạ? À? Cây kè hoặc là cây trà là đó, người công bình phải như vậy, chứ chúng ta không cần phải uốn éo cong keo đúng không, vặn vẹo đúng không bà anh chị em. Chúng ta cần phải thẳng thắn đúng không bà anh chị em ạ. Cho nên rằng là khi mà Đức Chúa Trời ngài ngài chỉ cho chúng ta, thì chúng ta khi mà chúng ta thấy có cái điều gì bất an thì chúng ta phải cầu hỏi Chúa xem cái động cơ của những cái người mà nói những cái lời đường mật đó là cái gì. Ngoài chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này là cái vị tiên tri già ấy, ông dụ dỗ tiên tri trẻ để làm gì ạ? Để mà sau này khi mà lời tiên tri được ứng nghiệm á, thì sao ạ? Thì ông ấy được chôn, ông ấy được, khi mà ông đúng được chôn chung với tiên tri trẻ thì cái mộ của ông không bị phá hủy, đúng không ạ? Xương cốt không bị thiêu, không bị thiêu đốt làm tro bụi. Đấy, cho nên là vị tiên tri trẻ này cũng là một cái vị tiên tri mà có lầm lạc hay là sa ngã. Nó là một cái người mà nói dối cái người bạn đồng lao khác của mình. Cho nên ngày hôm nay á, tôi thấy có rất nhiều những người mà có thể nói rằng là cũng là những người hầu về Chúa, nhưng mà không phải là những người hầu về Chúa chân chính, nhưng mà họ đã có một cái gọi là mixture in spirit, là có một cái tâm linh bị pha trộn với lại tà linh, thánh linh, và pha trộn với tà linh ở trong đời sống của họ. Ví dụ như chúng ta thấy tiên tri Balaam cũng như vậy, đúng không ạ? Vẫn nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời nhưng mà vẫn làm những cái sự gian ác, đã tìm cái mọi mưu kế để rủa sả dân của Đức Chúa Trời, dân Israel. Rồi ông tiên tri già này cũng vậy, chỉ vì cái việc là cái xương của mình không bị phá hủy, không bị đốt, mà sẵn sàng để nói dối vị tiên tri trẻ kia. Và cuối cùng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ngài đoán phạt tiên tri trẻ, và tiên tri trẻ đã chết quý vị. Con tiên tri trẻ đã bị sư tử ăn thịt chết đó quý vị. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận. Đức Chúa Trời ngài nói lời trong lời của ngài rằng loài người thì nhìn bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn trong lòng. Cho nên đôi khi chúng ta không biết động cơ của người khác thì chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa ơi người này động cơ gì, động cơ của họ có trong sạch hay không, có phải là một người tin kính Chúa hay là động cơ của họ là những cái động cơ nhằm để lừa dối, nhằm để dối gạt, hoặc là để đạt cái mục đích nào đó của họ. Tôi đã nghe rất là nhiều những người con cái Chúa lừa đảo những anh chị em khác, ông bà anh chị em à. Thậm chí những cả những mục sư cũng lừa đảo anh chị em của mình nữa. Rất là nhiều cái trò chiêu trò ngày hôm nay do đến từ những cái người của Đức Chúa Trời mà
có những cái tâm linh trộn, có một cái tâm linh pha trộn giữa thánh linh và tà linh, cũng những cái linh gian ác ấy. Cho nên rằng là chúng ta cần phải cẩn thận, đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối cùng này. Gần đây tôi nghe nói rằng là có những cái vụ lừa đảo rất là lớn mà do những doanh nhân và những con cái của Đức Chúa Trời lừa đảo các mục sư và các anh chị em khác. Có rất là nhiều, một cái số tiền rất khổng lồ, không phải một vụ mà vài vụ anh chị em. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận, không bao giờ tự mãn rằng mình là một cái người mà tiên tri, hay là mình là một cái người được sức giàu, mình là một cái người mục sư được ơn vân vân, là chúng ta không bị lừa dối. Điều đó không đúng anh chị em, chúng ta cần phải cẩn thận. Và tôi nhớ rằng là tiên tri Samuel á, ông cũng là một cái người mà nhìn bề ngoài và ông cũng sai lầm nữa ông bà anh chị em ạ. Khi mà chúng ta nhớ cái câu chuyện mà khi mà tiên tri Samuel đến mà sức dầu cho David làm vua của Israel đó, không bà anh chị em. Hello anh. Nhưng mà anh chị em thấy rằng là khi mà ông đến, ông làm ông sức dầu cho các anh em của ông đến sức dầu David, nhưng mà ông lại không gặp David, bởi vì David đang ở phía sau bầy, David chăn bầy. Thế còn ông á, là ông ấy đến ông gặp các anh em của David. Thì chúng ta thấy rằng là trong các anh em của David thì ông thấy cái người to cao nhất đó là Eliab, đẹp trai, cao to, và ông ấy nghĩ rằng chắc chắn đây là người của Đức Chúa Trời chọn để làm vua Israel. Bởi vì ông đã từng sức dầu cho một cái người cao to đẹp trai là Saul ấy, và Saul đã thất bại. Nhưng mà Đức Chúa Trời người phán đâu, ta bỏ nó rồi, bởi vì loài người thì nhìn bề ngoài nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn trong lòng. Để chúng ta thấy rõ ràng là một tiên tri của Đức Chúa Trời Samuel là một tiên tri mà từ khi nhỏ ông đã là một tiên tri của Đức Chúa Trời, từ khi còn bé thơ ấu ông đã nghe được tiếng Chúa một cách rõ ràng, ông được biệt riêng cho Chúa. Thế mà ông còn lầm lẫn nha quý vị. Nhưng mà tiên tri Samuel thì rất trung tín với Chúa, cho nên Chúa phán với ông ấy, ông nghe vâng lời Chúa ngay lập tức. Cho nên rằng Kinh Thánh nói rằng là loài người nhìn bề ngoài, Đức Chúa Trời nhìn trong lòng. Tiên tri của Chúa cũng bị lầm lạc đó ông bà anh chị em. Cho nên là chúng ta đừng tưởng là mình sẽ là rất ngon nữa, đúng không? Chúng ta cần phải cầu hỏi Chúa kỹ càng, đặc biệt là anh chị em nào mới ở trong chức vụ hơn, mới đi bước ở trong bước đường theo Chúa hơn, thì chúng ta cần phải có những người cố vấn tin kính để dẫn dắt đời sống của chúng ta, hầu cho chúng ta không có đi những cái con đường sai lạc. Và nếu như chúng ta cứ đi lòng vòng thì chúng ta sẽ ở trong đồng vắng rất lâu. Hello Tân Lò Ánh. Chúng ta sẽ ở trong đồng vắng lâu lắm không bạn chị em ạ? Mà lâu có những lúc không ra được khỏi đồng vắng luôn á, giống như dân Israel á. Chúng ta thấy là cái thế hệ 20 tuổi đổ lên đã chết hết ở trong đồng vắng luôn, không có vào được xứ hứa. Cho nên là chúng ta không muốn như vậy ông bà anh chị em. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ đến đây thôi. Tôi cầu nguyện nhá. Để cha yêu dấu, con cầu nguyện để xin Ngài ban cho chúng con tất cả sự khôn ngoan, thông sáng, và cha ơi, Ngài cũng ban cho anh em của chúng con, anh chị em của chúng con, tất cả những người con cái yêu dấu của Chúa. Chúa ơi, cho con nhận biết được những điều gì đến từ Chúa và những điều gì không đến từ Ngài. Và đặc biệt là trong thời kỳ cuối cùng này, đó là một cái thời kỳ mà Chúa ơi, ma quỷ nó thật sự là nó giận hoảng và nó quá là điên rồ để mà Chúa ơi hành hại bất cứ những người nào nó có thể, và mang những cái sự lừa dối khủng khiếp của chúng nó đến ở tại chính trung tâm của hội thánh của Đức Chúa Trời. Cha ơi, Ngài ban phước cho chúng con, Ngài dạy cho chúng con, ban chúng con sự khôn ngoan từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài Ngài sửa dạy chúng con bất cứ những cái sự kiêu ngạo, tự cao nào, tự mãn nào trong đời sống của chúng con phải bị hạ xuống. Cha xin Ngài dẫn dắt đời sống của chúng con, Ngài thương xót chúng con, Ngài bảo vệ chúng con trong dòng huyết của Ngài, bảo vệ chúng con khỏi những cái lời dối trá. Ban chúng con linh của sự phân biệt các linh và các thần, phân biệt ở những lời nói, phân biệt ở những động cơ. Chúa ơi, vì Đức Chúa Trời, chúng con biết về Chúa Giêsu, Ngài Ngài trong Kinh Thánh nói về Ngài rằng Ngài không có bị một con người nào nào lừa dối hết. Chúa ơi, Ngài biết tất cả lòng người. Chúa ơi, xin ban cho chúng con sự phân biệt của những các linh để hầu chúng con không bị lừa dối, và chúng con cũng giúp đỡ anh chị em mình nữa, chúng con cũng giữ vững hội thánh của Đức Chúa Trời, trở thành những người watchman, là những người mà thức canh cho nhà của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, chúc phước cho anh em chúng con có một giấc ngủ ngon đêm hôm nay.
Cha yêu dấu ngài ban phước cho tất cả anh chị em chúng con để bảo vệ bao phủ chính mình, gia đình chúng con và mọi tài vật của chúng con và anh em của chúng con. Con cảm ơn ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho mọi người. Xin Chúa ban phước cho một bạn kết nối yêu thương, chưa biết là ai mới vào Zoom. Hey, ban Chúa ban phước hữu thiện nha, Ngọc Ánh nha. Ban phước cho chị Bích nha. Chào mừng mọi người. Bless you. Kết nối yêu thương là ai ạ? À? Xin mời mở cam lên. Xin Chúa ban phước cho anh Chiêu nha. Chúa ban phước cho Tân Loại anh chị Thủy nha. Chúc phước cô Hằng, chúc phước cho Yeah. Ánh nha, cho God bless Thiện you. Chưa biết nha. cái người yêu thương là ai hết. Xin Chúa ban phước cho mọi người. Good Bye. night. À, chị Bích đang ở trên lầu. Chúa cho mọi người. God bless you. Hứa thế nhá. Hôm nay không thông công nhá. Vì hôm nay chị còn phải làm việc đây. Bây giờ hơi trễ rồi, phải làm việc. Anh vẫn đang làm việc đúng không? God bless you. Dạ. Yeah. Dạ.